có hai trường phái theo Bắc truyền và Nam truyền, đúng không ạ? Theo trường phái của Nam truyền Phật giáo thì không có sát sanh. Ở đây thầy nói hơi xa một chút để cung cấp cái tư liệu cho các bạn. Vào thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật không có chùa để nấu bếp như chúng ta để nấu thức ăn. Đức Phật và các bậc tôn giả thời đó mỗi buổi sáng ôm bình bát đi khất thực tới nhà nào đó thì đứng lại một tí rồi lại đi tiếp. Hễ người ta biết thì người ta đem đồ ra, người ta dâng, người ta cho, người ta biếu, hoặc là người ta xem như người ăn xin thì họ cho, họ thí thôi. Rồi cứ như vậy mà đi khất thực, đến giờ trưa thì về tập trung ở một chỗ rồi ngồi xuống để dùng thức ăn. Đó gọi là thọ trai. Tụi con nên nhớ rằng khi Đức Phật và các thầy thời xưa đi sinh thì người ta cho cái gì ăn cái nấy, chứ không có chọn lựa, không có nói là tôi ăn cái này, không ăn cái này, không có nói là tôi thích món này, không thích món kia. Thế cho nên mình là người đi sinh thì người ta cho cái gì nhận cái nấy, nhận thì dùng cái đó. Như vậy thì theo truyền thống của Nam truyền Phật giáo cho đến mãi ngày hôm nay, những nước theo Nam truyền như Sri Lanka, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia là những quốc gia mà ở trong chùa các nhà sư không hề nấu ăn, vẫn đi khất thực như ngày xưa. Nên thầy nói truyền thống đó là truyền thống không có nói đến từ chay hay mặn, mà đi khất thực thì ai cho gì dùng nấy, nên không phạm tội sát sanh. Bên cạnh đó, khi mà quý thầy trước lúc để sử dụng, để thọ thực, để sử dụng thức ăn á, thì quý thầy luôn quán nghĩ ba điều. Đó là thức ăn này là cái thức ăn mà tôi không thấy, không nghe, cũng không nghi người ta giết hại loài vật để dâng cúng cho tôi. Chỉ biết một điều, thức ăn này là phương thuốc để giữ gìn xác thân này, để giữ gìn sự sống này, để tu tập, để thăng tiến trên con đường giác ngộ giải thoát và dạy đạo lý cho nhân sinh thôi. Xem thức ăn chỉ là vị thuốc để trị bệnh tật ốm gầy cho chúng sinh, chứ không thấy đây là những thực phẩm để mình hưởng thụ cho xác thân này béo hay mập lên như chúng ta. Tụi con hiểu chưa? Xin cảm ơn tụi con. Tri ân tất cả cái tấm chân tình của toàn thể đạo tràng Phật tử đã dành cho Minh Thiền. Thưa ông, người ta nói rằng nếu một buổi sáng anh còn có cơ hội được mở mắt, được thức dậy, đó là một ân huệ rất lớn cho cuộc đời. Vậy hãy sống trọn vẹn với sự yêu thương, sống trọn vẹn với những giây phút mình đang sống, để lỡ như một ngày nào đó, một đêm nào đó, anh không còn cơ hội để mở mắt nhìn cuộc đời nữa, thì anh cũng không có hối tiếc. Và mình nghĩ điều này nó bổ ích và nó thâm thí cho tất cả những người tu Phật chúng ta. Còn một ngày được mở mắt nhìn đời, còn một ngày được niệm Phật, được lại Phật, thì chúng ta phải trọn vẹn với những giây phút tu hành đó. Lỡ như một ngày vô thường chợt đến, mình không còn cái cơ hội được niệm Phật, lại Phật, thì giờ đó con đường sanh tử nó quyết định cái lối đi của chính bản thân mình. Và tại sao chúng ta phải niệm Phật? Đó là câu hỏi mà tự chúng ta phải trả lời bằng hoàn cảnh, bằng sự nhận biết, bằng chính con đường tu học của bản thân mình.
Tôi không thể trả lời thế cho các vị tại sao mình phải niệm Phật, mà các vị phải là người trả lời cho các vị. Có những hoàn cảnh của con người vui thì ít, khổ thì nhiều. Và những con người đó họ niệm Phật vì giải thoát sự đau khổ. Là có những con người sống trong đời sống giữa vui và khổ cân bằng nhau, nhưng họ thấu đạt được chân lý, thấy rõ đời sống là vô thường và sự còn mất của xác thân chỉ là như hạt sương trên đầu ngọn cỏ, như điện chớp giữa không trung. Họ phát tâm niệm Phật để cầu giải thoát khỏi kiếp luân hồi sanh tử, thì người đó vì sự sanh tử mà niệm Phật. Là có con người bệnh đau, nghe người khác khuyên nên niệm Phật để thoát khỏi cái đau, cái bệnh, người đó chuyên tâm niệm Phật. Vậy thì người đó vì cái bệnh mà niệm Phật. Nhưng mà chung quy lại, tất cả những cái hoàn cảnh đưa đến để chúng ta niệm Phật, tất cả những hoàn cảnh trong đời sống, dù tốt hay xấu, dù thuận hay nghịch, nhưng đưa chúng ta đến con đường của sự tu tập niệm Phật. Chúng ta hãy trân trọng và cảm ơn tất cả những hoàn cảnh đó, bởi nhờ có những hoàn cảnh đó mà chúng ta biết tu. Trong kinh thường diễn tả, ở cõi trời khó tu, và cõi trời họ không có ý niệm cầu giải thoát sanh tử. Bởi vì sao? Bởi vì những người ở trên cõi trời, họ chỉ hưởng thọ dục lạc, họ có nhiều niềm vui và sự đau khổ không có. Họ muốn ăn thì có thức ăn, họ muốn mặc thì có y phục để mặc, họ muốn đi đâu đó chơi thì họ cởi mây, cởi gió họ đi, vân vân. Cho nên cuộc đời của họ, niềm vui nó gắn liền, sự đau khổ không có. Và chính vì không có sự đau khổ mà họ không cần để tu. Và chúng ta phải hiểu rằng tất cả mọi niềm vui của sự hưởng thọ thường dẫn đến con đường hết phước báo, mà hết phước báo thì tất nhiên phải sa đọa, và khi đã sa đọa thì đau khổ gấp ngàn lần. Cảnh giới của con người chúng ta, cảnh giới của con người chúng ta khổ vui đồng có mặt. Kinh diễn tả, cõi này phàm thánh đồng cư độ, có người phàm, có bậc làm thánh cũng đồng ở trong cõi này để cùng hướng dẫn nhau, dìu dắt nhau tu tập mong giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Bây giờ chúng ta thấy sự giải thoát rất cần thiết cho một hành giả phát tâm tu theo Phật. Bất kỳ một truyền thống, một dòng chảy của pháp môn nào cũng vậy, mục đích của người tu đưa đến đó chính là giải thoát. Nếu như ta tự tôn, ta có nhân duyên theo một pháp môn và pháp môn ấy được cho là tối thượng, nhưng thưa các vị, nếu chúng ta không tu thì chúng ta có tối thượng hay không? Chúng ta có giải thoát hay không? Không bao giờ. Pháp môn đó người khác cho là pháp môn của bi quan yếm thế, pháp môn dành cho những ông lão bà lão vân vân, nhưng chúng ta thiết tha chí thành với pháp môn, thực hành pháp môn một cách miên mật, thì con đường giải thoát đang có mặt trong chúng ta. Và những giây phút chúng ta thực hành đó chính là những giây phút giải thoát. Mà nhân đã giải thoát thì tất nhiên sẽ đạt được kết quả, đó là giải thoát. Và hôm nay mình nói với nhau về cái oai lực của Phật hiệu. Thở Đức Phật còn tại thế, có rất nhiều vị vua, quan, trưởng giả, thứ dân, cho đến những bần cùng, những hàng thấp kém, hạ cấp nhất xã hội cũng đều quy hướng và tu theo được cái giáo pháp của Đức Phật. Và trong đó có một ông trưởng giả, gia tài cũng tương đối là có của ăn của để và khoe mẽ với đời, cho nên người ta gọi là trưởng giả. Ông có niềm tin tuyệt đối vào Đức Phật. Vì thế cho nên ông thường hay thỉnh Đức Phật về nhà để cúng dường bữa cơm. Và sau mỗi lần cúng dường như vậy thì ông luôn được
lắng nghe Đức Phật chỉ dạy, những cái lời vàng ngọc mà hướng dẫn cho ông sống trong đời sống có được niềm vui và sự an lạc. Ông sanh được một đứa con trai, cậu này chỉ mới được 6 tuổi thôi, tương đối ngoan, bởi vì được truyền từ cái gen của cha cho nên cũng rất ngoan. Và ông trưởng giả này dạy người con trai của mình, mỗi buổi sáng con hãy hướng về Linh Sơn và niệm Nam Mô Phật. Mỗi lần niệm Nam Mô Phật như thế, con hãy hướng vọng về Đức Thích Ca và nghĩ rằng Ngài đang hiện hữu, Ngài đang có mặt trong thân tâm của con. Rồi mỗi buổi trưa, mỗi buổi chiều, mỗi buổi tối, con cũng hãy hướng vọng về Linh Sơn và niệm Nam Mô Phật. Rồi con hãy dành nhiều thời gian trong một ngày để hướng vọng về Linh Sơn và niệm Nam Mô Phật. Ông không nói với người con trai của mình là lợi ích của sự niệm Phật như thế nào và niệm Phật để làm gì. Nhưng ông nói rằng con hãy nghe lời của bố, vì đây là việc làm mà bố đang chỉ cho con để gần gũi với Đức Phật. Thưa cậu con trai, lúc còn nhỏ là được ẵm đến gặp Đức Phật để thọ pháp, để quy y. Rồi sau này mỗi lần Đức Phật ghé nhà, cậu cũng thường được cùng với bố đảnh lễ Đức Phật, được lắng nghe lời của Đức Phật chỉ dạy. Nhưng thật sự cậu còn quá nhỏ, chưa hiểu được hết tất cả những nghĩa lý thâm sâu mà trong lời của Đức Phật dạy. Nhưng với cái lòng hiếu thảo của một đứa con ngoan, cho nên cậu luôn vâng lời của bố, không bao giờ dám cãi. Cậu dành nhiều thời gian để hướng vọng về Linh Sơn và niệm Nam Mô Phật. Bữa đó nghiệp duyên trong vòng sanh tử đến lúc cậu phải trả. Đó là trong kiếp quá khứ cậu đã từng tổn hại đến một sinh mạng, giết chết sinh mạng ấy để lấy thịt tươi ngon để làm những món ăn và đãi tiệc cho họ hàng cùng ăn. Và cái sinh vật ấy bị chết đi trong nhiều kiếp, mang nỗi thù hận đối với cậu bé, và kiếp này trở thành một con quỷ dạ xoa chờ cơ hội để theo cậu báo thù. Tất cả mọi thứ trong dòng sanh tử đến lúc đến là phải đến, cái gì đến hà tất không tránh khỏi. Cậu bé 6 tuổi bị quỷ dạ xoa bắt đi, đem về hang động và chuẩn bị ăn thịt. Thì khi quỷ dạ xoa nhe nanh chồm tới người cậu, định lao vào người cậu xé xác cậu, thì cậu niệm Nam Mô Phật vi diệu và nhiệm màu thai. Câu niệm Phật cất lên thì xung quanh người cậu phát ra một ánh sáng làm chói mắt của quỷ già so, rồi con vị quỷ già so không thể đến gần cậu bé được. Quỷ già so thụt lui vài bước và nghĩ rằng ồ, có Phật hiệu mà có oai lực lạ lùng đến thế sao? Thằng bé này đâu phải là đệ tử xuất gia của Sa Môn Cầu Đàm, nó cũng đâu phải là người giữ phạm hạnh mà oai lực trong câu niệm Phật phát ra mạnh như thế. Con quỷ già so không tin vào điều đó, nhảy vồ tới định bắt lấy cậu một lần nữa. Cậu vẫn niệm Nam Mô Phật y như lần trước con quỷ già so giăng ra. Lúc bây giờ miệng của cậu bắt đầu thầm niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, đều đều và thành kính. Trên hội Linh Sơn, Đức Phật Ngài biết cậu bé đang gặp nguy khốn, đang gặp cái nạn mà trong kiếp quá khứ đã từng gieo nhân, bây giờ phải trả quả. Nhưng nghĩ rằng cậu ta là người có tu hành, công đức và phước báo của nhiều kiếp cũng đủ để xóa đi cái nợ kia, và không đến đổi phải trả lại cái nợ xưa bằng thân mạng. Nên Đức Phật phóng ánh hào quang,
Ngài hóa thân đứng gần bên cậu bé, Ngài xoa đầu cậu bé và Ngài nói rằng: con rất ngoan, đừng lo lắng. Đã có Như Lai, không có ai có thể làm hại con được. Thưa quý vị, con quỷ Dạ Xoa nó bất bình với Đức Phật. Nó nói rằng: từ lâu nay nghe danh của Sa Môn Cầu Đàm là người từ bi, hỷ xả, độ lượng, nhưng không ngờ thực tế không phải như vậy. Sa Môn Cầu Đàm là người chuyên đi giật của người khác. Đức Phật mới hỏi: nè Dạ Xoa, ta đã giật của gì của ngươi mà ngươi nói Như Lai là người đi giật của người khác? Quỷ Dạ Xoa nói rằng: rõ ràng thằng bé này là cái miếng mồi của tôi để nuôi sống bản thân tôi. Ấy vậy mà bây giờ ông đến, ông giành nó từ trong bàn tay của tôi thì ông là người giật của người khác. Đức Phật nói: này Dạ Xoa, Như Lai không phải giật của ngươi, mà Như Lai đang ban cho ngươi một ân huệ. Nếu như hôm nay Như Lai để cho ngươi ăn thịt cậu bé này, thì trong nhiều kiếp về sau, giữa ngươi và cậu bé, món nợ thân mạng trả bằng thân mạng này lại cứ tiếp diễn và tiếp diễn không dừng. Như Lai thấy cái món nợ sanh tử của ngươi và cậu bé đến đây cần nên hóa giải, cần nên chấm dứt. Hãy nghe lời của Như Lai, hãy quy y Tam Bảo và hãy thọ trì năm giới của Như Lai, để sau khi thoát khỏi thân Dạ Xoa, ngươi không phải mang cái hình hài đau khổ như thế này nữa. Thưa Đức Phật nói, Ngài nói rất là hiền lành, rất chân tình, như con quỷ Dạ Xoa thì lì lắm. Nói không, bây giờ ông đừng có dụ tôi, bây giờ ông đưa thằng bé lại cho tôi, còn không là tôi với ông thách đấu một trận. Lúc đó các vị biết, vị thần Kim Cang thấy quỷ Dạ Xoa có cái ý hống hách, ngang ngược đối với Đức Phật, thì thần Kim Cang mới hiện ra. Ông giác cái chì Kim Cang, thân ông như núi Tu Di, ông giác cái chì, ông định nện vào đầu con quỷ, thì con quỷ thấy sợ quá, sợ quá mới chạy lại quỳ xuống xin Đức Phật là hãy cứu con, đừng để ông thần Kim Cang ông quýnh con, ông quýnh con cái thì tan xương nát thịt, chết mất, ba hồn chín vía bay đi mất tiêu luôn đó. Đức Phật mới nói: thần Kim Cang, chúng sanh cần độ, Như Lai đã độ được. Thì lúc đó thần Kim Cang mới nói: này quỷ Dạ Xoa, ngươi hãy nên quy y Đức Phật. Thưa các vị, quỷ Dạ Xoa quy y Đức Phật và hứa là người sẽ hộ trì Phật Pháp trong thời hiện tại và mãi về sau này. Bất kỳ nơi đâu có người tu hành và có người niệm danh hiệu Phật, thì nơi ấy quỷ Dạ Xoa sẽ đến gần bên người đó để ủng hộ người đó, giúp người đó thoát qua tất cả mọi tai ách, mọi khốn khổ, để niệm Phật cho thành tựu. Và bây giờ các vị có niệm Phật không? Có không? Có thấy quỷ Dạ Xoa hiện ra lần nào chưa? Thấy hiện ra chắc hết niệm Phật luôn á. Xin thưa, ở đây mình muốn nói trở lại hình ảnh của cậu bé còn rất nhỏ, chưa hiểu gì về cái chuyện tu hành cả, nhưng nghe bố dạy con cứ niệm Nam Mô Phật đi, mọi chuyện tốt lành sẽ đến với con. Cậu ta nghe như vậy và niệm, đem hết cái tâm thành kính của mình và niệm danh hiệu của Đức Phật. Và đúng là khi tất cả mọi cái nhân quả trong kiếp quá khứ, mọi điều xấu xa tệ hại nhất đến với cậu đều được lướt qua một cách nhẹ nhàng. Nếu như thật sự cậu không niệm Phật thì cậu bị quỷ Dạ Xoa ăn thịt mất rồi. Cậu không niệm Phật thì cậu cũng không được hào quang của Đức Phật bảo hộ. Và cậu không niệm Phật thì ân oán giang hồ giữa cậu và con quỷ Dạ Xoa vẫn còn mãi mãi. Nói nhiều kiếp về sau cũng vậy. Chúng ta bây giờ có một cái phước duyên rất là lớn, đó là niệm được thánh hiệu của Đức Phật A-di-đà. Và Đức Phật A-di-đà, Ngài nói như thế nào? Ta phát đại nguyện là để tiếp độ diệu dắt tất cả chúng sinh
trong 10 phương thế giới, ở tất cả các quốc độ, dù là uế độ hay tịnh độ, mà muốn cầu sanh về cực lạc, chí tâm niệm danh hiệu của ta, ta nhất định sẽ rước người ấy về cảnh giới của ta. Mình ở đây gọi là thế giới ta bà, đúng không? Ta bà được xem là uế độ hay tịnh độ? Uế độ. Uế độ có nghĩa là dơ, xấu, luôn luôn có những cái khổ đau, luôn luôn có những cái không vừa ý. Tịnh độ là sạch, là trong sáng, có nhiều niềm vui và không hề có khổ đau. Chúng ta nghĩ như vậy. Và Đức Phật là muốn đưa chúng ta về tịnh độ để thoát khỏi cái dơ, cái xấu của uế độ. Đó là sự niệm Phật. Đó là tướng niệm Phật. Còn lý niệm Phật và tánh niệm Phật như thế nào? Tham, sân, si, phiền não là gì? Là dơ, là xấu, là uế, là uế độ. Tâm từ bi, hỷ xả, thanh tịnh, trong sáng, nó là tịnh độ. Việc niệm Phật đầu tiên của chúng ta đó chính là chuyển hóa được thân tâm này, cho từ cái dơ, cái xấu nó trở thành cái trong sáng, sạch sẽ và thanh tịnh. Đó chính là chuyển được uế độ thành tịnh độ trong giây phút niệm Phật và trong giây phút chúng ta đang hiện hữu ở cõi đời. Và làm được như vậy, chính chúng ta đã được hào quang của Đức Phật bảo hộ giữa cuộc đời. Bởi một con người trong sáng, thanh tịnh, một con người hiền lành thì không bao giờ vướng vấp vào những chuyện của cuộc đời, chẳng hạn như tranh đấu kiện cáo hơn thua, buồn vui giận ghét vân vân. Những chuyện đó là những chuyện của chúng sinh sống trong uế độ. Nhưng những con người đã sống với tịnh độ thì chỉ có lòng từ bi, đó chính là tình thương dành cho tất cả. Mà khi tình thương dành cho tất cả rồi thì luôn muốn người khác được an vui, không bao giờ muốn người khác đau khổ. Mà khi mình muốn người khác được an vui, mình không đem lại sự khổ cho cuộc đời, cho chúng sinh, thì không bao giờ mình bị cái quả báo khổ. Mà không bị quả báo khổ, đó chính là hào quang của Đức Phật đang bảo hộ mình. Đây chính là lý niệm Phật, là tánh niệm Phật. Sự niệm Phật dẫn đến lý niệm Phật, và lý niệm Phật để đạt được thành tựu sự niệm Phật. Trong cuộc đời này, nếu như các vị không chuyển hóa được tất cả mọi thứ phiền não đang có mặt trong thân tâm này, thì sự niệm Phật là chúng ta được vãng sanh về cảnh cõi của Đức Phật, điều đó không bao giờ xảy ra. Bởi vì sao? Đức Phật nói rằng hãy nhiếp niệm danh hiệu của ta dù chỉ 10 niệm, nhưng chí thành thiết tha, ta sẽ đón người đó. Nhưng chúng ta niệm không được 10 niệm đâu. Các vị đừng nghĩ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Như vậy Nam Mô Di Đà Phật là một niệm. Một niệm nó phải thu gồm cả quá khứ, hiện tại và vị lai, cả ba đời gom lại trong vòng một ý niệm. Lúc bây giờ quá khứ đã đi qua, không tồn tại, hiện tại cũng đi qua, không hề có mặt hiện hữu thật sự, tương lai chưa đến cũng chẳng bao giờ có mặt hiện hữu. Chúng ta chỉ biết một câu niệm Phật, ấy có nghĩa là đại buông xả hết tất cả, chỉ còn thánh hiệu Di Đà, lúc ấy gọi là một niệm thanh tịnh. Nếu như các vị niệm Phật mà lòng còn nhớ nghĩ quá khứ, còn mơ mộng đến tương lai và sống những giây phút hờ hợt trong hiện tại, niệm 1000 câu niệm Phật vẫn chưa phải là một niệm niệm Phật. Muốn đạt được một niệm niệm Phật, người đó cần phải có niềm tin tuyệt đối vào Đức Phật Di Đà. Bởi niềm tin là căn bản, niềm tin là nền tảng để đưa chúng ta đến với sự vãng sinh cực lạc.
Bởi vì trong kinh Đức Phật diễn tả cái pháp môn tịnh độ khó tin, rất khó tin. Khó tin là vì sao? Vì Đức Phật nói rằng ở cái cõi này mình đang thấy là một cõi nhơ uế, dãy đầy một cái cõi chứa nhiều đau khổ, mà bây giờ lại có một cái cõi khác, nơi ấy chẳng hề có đau khổ, nơi ấy có những con người nhưng tất cả đồng vai với Bồ Tát. Nơi ấy vàng bạc lưu ly tất cả được làm, được trang sức thành thành lầu cát nguy nga và tạo thành một quốc độ gọi là Cực Lạc. Khó tin thiệt. Bởi vì mình nhìn vào thực tế, đi đâu cũng thấy sỏi đá, đi đâu cũng thấy những con người hơn thua với nhau, và đi đâu cũng thấy sự tranh đấu kiện cáo, đi đâu cũng thấy máu đào, đi đâu cũng thấy lệ đổ. Thì làm sao lại có một cái cảnh cõi nào lại hoàn hảo đến thế, một cảnh cõi nào trang nghiêm đến thế? Ta không có niềm tin. Và khi không có niềm tin thì chúng ta không bao giờ hướng tâm về. Mà không hướng tâm về thì làm sao mình niệm Phật? Bởi vì có niềm tin mới hướng tâm về, và hướng tâm về thì bắt đầu mới niệm Phật để cầu về cõi ấy. Còn bây giờ niềm tin không có, chẳng hướng tâm về, thì việc tu hành của công phu niệm Phật cũng không hề có. Nhưng các vị hãy nhìn nhận cho tường tận, mình nói cái này không nói xấu ai nha. Ngày hôm nay có nhiều học giả, có nhiều nhà nghiên cứu, họ nói rằng pháp môn tịnh độ là cái pháp môn của Phật giáo Trung Quốc, chứ chẳng phải là của Đạo Phật. Chẳng phải của Đạo Phật có nghĩa là không phải có nguồn gốc từ Đức Phật Thích Ca, mà chỉ là do Phật giáo Trung Quốc, các vị tổ sư, các vị thiền sư, các ngài dựng lập lên pháp môn để cho chúng sanh nương về tu tập. Nhưng tôi xin thưa với các vị, đó là việc nghiên cứu của những nhà nghiên cứu. Họ có quyền nói ra những cái họ nghiên cứu, họ tìm hiểu. Nhưng đừng hoang mang, bởi vì sao? Vì họ không phải là người tu, họ không hiểu được cái sự lợi ích trong pháp môn tu của mình. Họ cũng là người đứng ở ngoài cửa để phán đoán mọi việc ở trong một ngôi nhà đang đóng kín cửa. Thưa các vị, họ đoán đâu có trúng được. Mình muốn biết được mọi việc, mọi vật trong nhà sắp đặt như thế nào, mở tung cái cửa ra, bước vào trong ấy thì sẽ thấy tường tận cái bàn để đâu, cái ghế để đâu. Cũng vậy, những nhà nghiên cứu là những người đứng bên ngoài, họ chỉ nghiên cứu trên sách vở, trên ngôn từ, trên văn tự, và họ thích nói gì thì họ nói. Còn mình là người đến để nhận lấy cổ báo mà Đức Phật và chư tổ trao cho. Mình sẽ là người thấu hiểu được cổ báo đó quý giá như thế nào. Người ta không nhận cổ báo, người ta chỉ viết về và diễn tả cái cổ báo đó thôi. Cho nên người ta có thể viết nó là màu xanh, màu vàng, màu trắng, có hoặc không, lớn hoặc nhỏ, và tất cả cũng là mơ hồ. Nhưng mình là người đến và nhận được cái mà Đức Phật truyền, cái mà chư tổ truyền. Mình biết chắc chắn nó là màu gì, giá trị ra sao. Cũng vậy, ở đây mình muốn nói với những cái hành giả tu tập theo pháp môn tịnh độ và có niềm tin tuyệt đối với pháp môn hành trì miên mật, thì thưa các vị, trời sập xuống nói rằng bây giờ đừng niệm Phật nữa, thì cái chuyện đó là chuyện của trời sập. Họ vẫn niệm Phật, bởi vì niềm tin của họ đã là tuyệt đối. Cũng vậy, có nhiều nơi diễn tả rằng nếu như sau này có một vị tổ nào hiện ra nói rằng thôi đừng tu tịnh độ, hay một Đức Phật Di Đà hiện ra nói đừng tu tịnh độ, thì hành giả đó cũng thưa với Đức Phật rằng xin Đức Phật chớ lừa con. Con đã hiểu được pháp môn, hiểu được lời của Ngài chỉ dạy. Con bây giờ chỉ sống chết với câu niệm Phật. Đó chính là niềm tin kiên cố. Bây giờ các vị có niềm tin không? Tin có sâu không? Phải tin sâu. Tin không sâu thì nguyện không thiết, mà thực hành cũng không chiên. Ở đây mình muốn nói thêm cái điều này. Tất cả những pháp môn của Phật dạy, nhiều pháp môn lắm, mà kinh diễn tả có tới 84.000 pháp môn, nhưng tất cả là để đối trị phiền não và đưa chúng sanh đến cảnh giới của giác ngộ giải thoát và chứng đắc được Niết Bàn. Đây là bài ca mà mình thường, rất thường ca cho Phật tử nghe. Nhưng nếu
Mình biết rằng con đường của mình đi là để đạt đến giác ngộ, giải thoát, chứng đắc niết bàn. Nhưng mình không đi thì mình có giác ngộ, có giải thoát và có niết bàn không? Không. Và hãy hiểu rằng trong từng bước chân ta đi, ta nói rằng tôi đang đi đến giác ngộ, giải thoát và niết bàn. Nhưng thưa các vị, giác ngộ, giải thoát và niết bàn đang có mặt trong từng hơi thở của các vị, trong từng bước chân của các vị. Niết bàn là tịch tịnh, giải thoát là thoát khỏi mọi ràng buộc, và giác ngộ là nhìn nhận trở lại đúng như sự thật của mọi việc, nhân sinh quan, vũ trụ quan, vân vân. Nhưng cái giác ngộ có nghĩa là nhìn nhận được trở lại mình là ai, mình là ai. Và rõ ràng câu niệm Phật có cái quy lực rất lớn. Ngoài cái việc giúp chúng ta giải trừ đi tất cả mọi phiền não, giúp chúng ta thoát qua khỏi tất cả mọi khổ đau mà của hệ lụy nhân quả trong nhiều kiếp quá khứ, gọi là ân oán giang hồ, giúp mình lướt qua rất nhẹ, thì câu niệm Phật còn có khả năng đưa mình về với Phật và sống lại với Phật. Địa vị của mình là con người và được xem là một phàm phu. Nhưng chỉ cần mình chuyên tâm niệm Phật thì mình đang lột bỏ đi cái phàm phu của mình. Lột bỏ đi cái phàm phu. Các vị phải hiểu rằng phàm phu là gì? Phàm phu là những con người đang đắm chìm trong những cái thường tình của thế gian, là buồn vui, thương ghét, hỉ nộ, ái ố, vân vân. Tham cái này, mê cái kia, gọi đó là phàm phu. Còn bây giờ mình là người nhưng không phải phàm phu, là bởi vì mình đã lột được cái vỏ phàm phu đó, bỏ nó xuống nhờ câu niệm Phật. Vậy thì câu niệm Phật có thể giúp mình từ cái địa vị, từ cảnh cõi thấp mà đưa mình lên đến địa vị và cảnh cõi cao. Như vậy oai lực lớn không? Lớn vô cùng. Bây giờ mình nói đại chúng, mình ngồi đây niệm Phật được là quý đó. Mình đừng nói những đất nước đang chiến tranh, đang chạy đạn, hay con người đang chết hàng ngày. Mình không nói xa, mình nói ở Việt Nam nè. Có những cái vùng quê người ta không biết tới chùa là gì, cũng chẳng biết ông thầy chùa là gì, cũng không hề biết niệm Phật để làm gì. Họ chỉ nghĩ niệm Phật là để dành cho người chết thôi. Và thầy chùa chỉ có cái việc là đến để gõ mõ cốc 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 cho người chết thôi, chứ không biết được giá trị của Phật Pháp đến với cuộc đời như thế nào. Thì thử hỏi như vậy, những người đó không có gieo nhân lành, không có trồng căn lành với Phật Pháp, thì thử hỏi thưa các vị, cuộc đời của họ sống và tạo gây những nghiệp bất thiện, rồi khi nhắm mắt họ sẽ đi về đâu? Tất nhiên lại đi vào con đường đen tối, và cứ như vậy tiếp diễn và tiếp diễn, không có ngày thoát ra được. Đau khổ này nối tiếp đau khổ khác. Thấy thương họ chứ? Và mình nhìn nhận lại, mình thấy mình có phước vô cùng. Hiểu được Phật là ai, chư Tăng là ai, và giáo Pháp để làm gì, niệm Phật để làm gì. Biết được tất cả những ý nghĩa của những điều đó, đó là cái đại phước, đại duyên của mình. Mà bây giờ mình không trân trọng thì cái này tự mình hủy hoại đi cái phước báo của mình, tự hủy hoại đi cái nhân tốt lành của mình. Niệm Phật ngày thiền tâm, ngày thiền tâm ngày dạy. Niệm Phật xin đừng có hoang mang, đừng có hoang mang. Bởi vì có những hoàn cảnh đôi khi lúc mình niệm Phật, có những hiện tướng bên ngoài nó hiện ra những cái tướng xấu, hoặc hoàn cảnh đưa đến những cái không hài lòng, hoặc trong lòng mình khởi lên những cái phiền não bất an. Thì khi đó Ngài nói đừng có hoang mang. Đó là những cái mà mình phải vượt qua, và đó là những cái cần phải gặp trong trạng thái tu. Chứ các vị đừng có nghĩ là mình niệm Phật là cái tâm mình phải được yên để cho mình niệm. Không có. Các vị phải hiểu rằng bây giờ mình đã thường sống với những ý niệm. Ý niệm nhớ cái này, nhớ cái kia, nghĩ cái này, tưởng cái kia. Và cứ như vậy mình sống với nó mấy chục năm nay rồi. Lòng mình không bao giờ yên bình. Và rõ ràng là mình sống với nó cũng nhiều đời, nhiều kiếp trước rồi.
Bây giờ nó trở thành một cái thói quen, lúc nào cũng phải nghĩ cái này, nhớ cái kia, lo cái này, lo cái kia. Nó trở thành thói quen. Cho nên khi mình ngồi yên lại niệm Phật thì lúc bắt đầu mình niệm không bao giờ được yên. Niệm câu nhớ câu quên. Nhớ Phật thì ít, mà nhớ những cái chuyện khác thì nhiều. Nhưng Ngài nói đừng vì những cái đó mà bất mãn, đừng vì những cái đó mà hoang mang. Bởi vì những cái đó là những cái trạng thái khi con người bắt đầu ngồi xuống hạ thủ công phu, con người bắt đầu ngồi xuống niệm Phật, thì những cái đó là những cái mình sẽ gặp đầu tiên. Sẽ gặp đầu tiên. Cho nên đừng có nói là ồ sao tôi ráng tôi ngồi niệm Phật mà tôi niệm một chút là tôi quên rồi, tôi nhớ cái này cái khác, và tôi đang niệm mà những cái suy nghĩ này, những cái suy nghĩ khác nó cứ lung tung, nó chen vô đầu tôi niệm Phật không được, thôi chán quá. Vậy là mình đã bỏ cuộc, mình đã thua. Có một câu chuyện. Có một cái căn nhà hoang, trong đó có thờ một Đức Phật. Nhưng rồi lâu ngày không có người ở, căn nhà ấy trở thành hoang phế điêu tàn. Bây giờ ông chủ nhà ông muốn trở về để ông sống ở trong căn nhà ấy, nhưng mà ông không dám vào. Bởi vì căn nhà ấy khi con người đi rồi thì có những cái con ma nó leo lên trên bàn thờ, nó khiêng Phật, nó quăng xuống và nó ngồi trên bàn thờ, nó nhảy, nó múa, nó hát, nó ca. Người chủ nhà muốn trở về nhưng không dám về. Bắt đầu mới thỉnh một ông thầy trì chú mật tông vô nhà, để Phật trở lên lại bàn thờ và ngồi đó trì chú, bắt ấn. Khi ông bắt ấn, ông trì chú thì mấy con ma nó nghe nó sợ quá, nó hoảng hồn, nó tránh xa. Và rồi mấy ngày, được mấy ngày đi qua, ông thầy trì chú mật tông không còn ngồi đó trì chú nữa, thì ma nó lại bắt đầu trở về, rinh Phật quăng xuống và leo lên bàn thờ nhảy múa. Chủ nhà mới đi thỉnh một ông thầy tu thiền về. Ông thầy tu thiền ngồi đó, thấy con ma nó vừa định leo lên bàn thờ thì ông chỉ mặt nói, ồ mày là ma. Thế là nó hoảng hồn bỏ nó chạy. Được mấy ngày ông cũng ra đi, ma nó cũng trở lại hoành hành. Rồi thỉnh một ông thầy tu tịnh độ về, ông ngồi ông lần chửi ông niệm Phật. Con ma nó nghe tiếng niệm Phật nó cũng chạy mất tiêu, chạy mất dép. Nhưng mấy ngày sau ông đi nó vẫn trở về. Ông chủ nhà mới nói rằng, vậy bây giờ phải làm sao để cho con ma không dám trở về. Mà ổng hỏi người khác nhưng ổng quên một điều. Con ma nó đang sợ con người, sợ cái người ngồi nhìn nó và chỉ mặt nó, nói nó là ma. Nó sợ cái người ngồi đó niệm Phật, nó sợ cái người ngồi đó trì chú. Mà ổng lại không làm cái điều đó, ổng cứ đi hỏi hết người này người khác. Bây giờ muốn cho con ma nó không có leo lên bàn thờ để quấy phá, thì chính bản thân ổng là chủ nhà, ổng phải ngồi đó, hoặc là niệm Phật, hoặc là trì chú, hoặc là chỉ thẳng vào nó và nói, ồ mày là ma, thì tất nhiên nó không bao giờ xuất hiện. Chuyện tu hành của mình cũng thế. Cái bàn thờ có ông Phật là chỉ cho trong tâm mình có Phật nè. Nhưng mà mình bỏ quên, mình đi quan, mình để cho cái tâm mình rong ruổi theo buồn thương giận ghét, trở thành quan tàn, trở thành một kiếp đi rong, mà nói là Trần Công Sơn nói đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt, rồi dưới gót chân hay trên vai ta đôi vần nhật nguyệt gì tùm lum đó. Là những cái đó mình rong ruổi theo trần ai mà quên mất đi ông Phật, quên mất đi căn nhà của mình. Bây giờ mình trở về, mình nhờ người khác dọn dẹp giùm nhà của mình, nhờ người khác thỉnh Phật lên giùm cho mình, có được không? Không, chính bản thân mình phải là người lau chùi, quét dọn và ngồi trực diện ở trong nhà để thấy cái bọn ma quân nó đang xuất hiện trong nhà, chỉ thẳng mặt nó, chửi nó, hoặc là mình phải ngồi đó mình niệm Phật để cho nó sợ nó không tới. Cũng vậy, mình có ông Phật nhưng mình đã chạy theo buồn vui giận ghét, đó chính là ma. Bây giờ mình phải đánh đuổi cái buồn thương giận ghét đó bằng câu niệm Phật, có nghĩa là mình đang ngồi trực diện và niệm Phật để cho ông ma nó quản hồn, nó chạy, để mình thấy được ánh quang minh của Đức Phật, mình và Đức Phật đang đối diện và Đức Phật đang có mặt trong mình. Câu chuyện hay không?
ai là người hứa sẽ ngồi đối diện với Đức Phật để niệm Phật để cho ông ma nó chạy? Ai hứa đưa tay coi? Được một người, hai người, ba người, còn mấy người kia không hứa là sao? Thôi kệ, nó muốn làm gì nó làm hả? Không được đâu nghe. Mình tu mà mình cứ để nó muốn làm gì nó làm là không được đâu. Có nhiều cái ở trong nhà Phật mình mà không thể nói bằng lời cho hết được những sự màu nhiệm của Phật Pháp. Mình nói ra người ta nói mình là mê tín, là dị đoan, là huyễn hoặc, là quan đường. Bởi vì họ không chứng minh được. Và không phải lúc nào mình cũng nói là lúc nào điều đó cũng xảy ra. Nhưng có vài trường hợp đặc biệt xảy ra. Rồi đó có một cô Phật tử người Quảng Nam, con của cổ bị ung thư và đến giai đoạn cuối. Bác sĩ nói thôi về, cho ăn uống gì được thì ăn uống đi, không có sống quá 3 tháng đâu. Cổ chỉ có một thằng con trai duy nhất. Sự đau khổ đến cùng tột. Nhưng mà cái may của cổ là cổ đau khổ mà cổ không có như người khác đi chạy chỗ này chạy chỗ kia để rồi bấn loạn lên nghe người ta sứ bậy làm cái này cái khác, cúng tế quỷ thần đồ này kia. Cổ đi vào chùa, cổ lại Phật, chỉ còn mong cho con của mình sống được với mình ngày nào thì mừng ngày đó. Bữa đó cổ vào chùa, cổ gặp một ông thầy. Thì trong cái tư tưởng của ông thầy đó chỉ nghĩ là thôi con của cô chắc sống không bao nhiêu lâu. Bác sĩ đã nói vậy thì đừng cầu mong nó sống nữa, mà hãy về khuyên nó niệm Phật để tạo cái duyên với Đức Phật Di Đà, tạo cái duyên lành với Đức Phật Di Đà. Là cứ ráng niệm Phật đi, biết đâu bây giờ tới ngày nó mất, nó niệm Phật chí thành thì được Đức Phật phóng quang trước thì sao? Hoặc giả chăng và nó không được Đức Phật phóng quang thì cái kiếp sau của nó cũng nhờ cái công đức niệm Phật này mà được trở lại gặp Phật Pháp. Thì trong lòng của ông thầy, ông chỉ nghĩ như vậy thôi. Ông nghĩ đơn giản là cho nó niệm Phật để tạo cái duyên với Đức Phật. Bởi vì bà nghe như vậy, lúc đầu bà kêu con bà lên niệm Phật, ngồi trước bàn thờ niệm Phật. Thì thưa các vị, mình đâu có biết cái bệnh của người ta đau khổ như thế nào. Nhưng mà đang khi mình mang cái tin là cái chết đang đè nặng trên vai thì thưa mọi việc mình sẽ không muốn làm gì cả, chỉ nằm đó bất mãn và chờ chết mà thôi. Nhưng thấy người mẹ của mình bà thiết tha quá, bây giờ làm cho bà vui lòng, cho nên anh ta cũng ráng lê cái thân lên ngồi trước bàn thờ niệm Phật. Bà mẹ thì cố tình là phải dẫn cho con mình niệm Phật, làm y theo lời ông thầy dạy. Còn người con không phải là cố tình niệm Phật để được gì, mà làm cho mẹ vui thôi. Lúc bắt đầu lên ngồi được 15 phút thì anh bị đau, anh cảm thấy khó chịu, anh xuống. Rồi mỗi ngày đi qua, bà mẹ cố gắng khuyên bảo con. Rồi như vậy mỗi buổi sáng anh ngồi được 1 tiếng, giữa buổi ngồi được tiếng, trưa ngồi được tiếng, chiều cũng ngồi được tiếng, tối ngồi được tiếng. Và bắt đầu cứ ngồi mà niệm Phật. 3 tháng đi qua không thấy chết. Ủa lạ. Đúng là 3 tháng, bác sĩ nói 3 tháng chết nè. Bác sĩ phán rồi 3 tháng chết là 3 tháng phải chết. Nhưng 3 tháng rồi cái không thấy chết. Cái đau ở trong người từ từ nó cũng giảm đi. Cái sự mệt mỏi từ từ nó cũng bị đẩy lùi đi. Và cái tâm yêu thích câu niệm Phật của anh mỗi một ngày mỗi lớn. Mỗi ngày mỗi lớn. Rồi đến một ngày anh không cần mẹ, anh phải dẫn anh lên bàn thờ niệm Phật, anh cũng tự niệm Phật. Và mỗi lúc đi đứng nằm ngồi thì anh cũng chuyên tâm niệm Phật. Vì anh nghĩ rằng bây giờ chỉ có Đức Phật mới cứu mình được thôi. Anh nghĩ như thế, chỉ có Đức Phật mới cứu mình được. Và anh thành tâm niệm Phật. Thưa các vị, đi khám cái bệnh ung thư chạy đi mất tiêu. Cái này mình nói nhỏ nhau nghe thôi. Đây là vài trường hợp đặc biệt
nha. Những người có cái đại duyên đại phước mới được như vậy, chứ không mình nói cái người ngoài người ta nói ồ niệm Phật là hết ung thư, cái mà họ niệm cái họ chết ngủm cụ tổ, cái họ tới họ chửi mình á. Hoặc là mấy cái ông bác sĩ ông nói ông thầy chùa này quan đường. Mình xin khẳng định đây là vài trường hợp đặc biệt, đó là những người có đại phước đại duyên với Đức Phật. Mà chuyện này mình nghe những người bệnh không qua khỏi mà trì chú đại bi, hoặc là uống nước mà để trước bàn thờ của Ngài Quan Âm vân vân, đều được khỏi bệnh. Mình nghe rất là nhiều nha. Nhưng mà khoa học không chấp nhận điều đó đâu, và y học họ cũng không chấp nhận, vì bệnh là phải cần thuốc trị. Nhưng các vị quên rằng ngoài cái bệnh của thân còn một cái bệnh, đó chính là bệnh nghiệp. Mà cái bệnh thân thì y học tìm ra được, nhưng bệnh nghiệp thì phải tới Phật học mới tìm ra được, y học không có cửa đâu cưng. Bởi vì cái bệnh nghiệp này thì chỉ có những con người có chiều sâu của tâm linh mới có thể hóa giải được. Và câu niệm Phật chính là liều thuốc để hóa giải bệnh nghiệp của chúng sinh. Tham nó cũng là một cái bệnh nghiệp, sân cũng là một cái bệnh nghiệp, si mê cũng là một cái bệnh nghiệp. Tất cả mọi thứ dẫn đến đau khổ của chúng sinh đó chính là bệnh nghiệp. Mà bây giờ niệm Phật là mình hóa giải tiêu trừ được. Như vậy niệm Phật là liều thuốc để xóa tan đi tất cả những bệnh nghiệp của chúng sinh, làm cho thân tâm của chúng sinh được an lành. Thuốc của y học trị được bệnh của thân, nhưng thuốc của câu niệm Phật có thể chữa lành bệnh thân lẫn bệnh tâm. Và có những cái người ta không thể chứng minh được tại sao có những con người bệnh sắp chết như vậy mà lại không chết, và cái bệnh nó chạy đi đâu mất. Ở chỗ này có nhiều vị nói, nhưng mà mình thì hồi đó mình nghe mình cũng hay bị mơ hồ và bỏ ngoài tai, không quan tâm. Như có một lần mình đi đảnh lễ Hòa Thượng Liễu Minh, ông cụ 80 mấy tuổi mà hai mắt rất sáng. Ông mới vừa viên tịch cách đây khoảng 2 tháng. Chùa của ông là từ 8:30 bắt đầu là ông trị bệnh. Mà thưa với Phật tử là Ngài không có trị bằng thuốc hay là cái bất kỳ một cái dao kéo gì hết. Ai đau lưng, ai nhức mình, ai bị đau đầu, bất kể những cái bệnh gì tới với Ngài là Ngài chỉ đau ở đâu lấy tay đặt ở đó. Vậy mà rất nhiều người hết bệnh. Mình đi xuống dưới chùa của Ngài là người ta ngồi đợi để chờ chữa bệnh, là người ta đến từ khuya á, để bốc số, để vô dành chỗ ngồi trước, rồi trị từ sáng tới chiều tới tối vẫn không hết người bệnh. Mà từ Hà Nội rồi Cà Mau ở đâu cũng đến để xin Ngài trị bệnh. Mình xuống đảnh lễ Ngài, thấy cái anh kia khù khù khờ khờ mà người nó thấy nó mệt mỏi lắm, lại đi lại Ngài kêu ngồi xuống. Cái Ngài hỏi đau ở đâu, nó kêu dạ con đau hai bên vai. Cái Ngài lấy tay Ngài vỗ vai, vỗ rồi nó, ông vỗ và ông nói chuyện lầm bầm lầm bồng cái gì trong miệng mình đâu có biết, ấy vậy mà hết bệnh, lạ thiệt. Rồi tới cái lúc Ngài viên tịch đó, thưa các vị, là bữa đó Ngài trị bệnh cho người ta xong hết rồi, tự nhiên Ngài đi cạo tóc. Đây là cái điều lạ, mình kể đại chúng nghe để thấy những bậc thầy tu tự tại, cái Ngài ra đi cũng tự tại. Ngài không bao giờ cạo tóc trật ngày, bởi vì cái ngày cạo tóc của mấy thầy là có 2 ngày, một là 14, 2 là 29, tức là vào 2 ngày sám hối là cạo tóc. Nhưng mà tự nhiên bữa nay cái ngày chưa phải ngày cạo tóc mà ngài cũng đi cạo tóc luôn. Cạo tóc xong thì cái ông leo lên cái thất của mình, leo lên trên cái thất thì có mấy thầy đệ tử mới leo lên chơi. Cái ông ấy kêu ủa chú đi đâu á, kêu bạch sư phụ con lên ngồi hầu chuyện với sư phụ, tiếp chuyện sư phụ. Kêu thôi xuống đi, xuống đi, chút nữa là lên. Thưa ngài sống chỉ một mình và tự lo,
còn có đệ tử là gửi đi học, đi chùa khác ở hết, chứ không ở ở chùa của Ngài. Nhưng trước khi Ngài đi một tuần là Ngài mới nói với mấy ông đệ tử là trong tuần này thầy đi, tụi con có về thì về. Các ông đệ tử nghe sợ quá mới tập trung về. Tự nhiên buổi chiều thấy ông sư phụ mình đi cạo tóc là thấy là lạ rồi, thấy lạnh xương sống rồi, mới xin đi theo lên trên thất của ông ngồi là để cố tình nói chuyện và giữ ông ở lại để làm lợi ích cho cuộc đời. Nhưng ông không cho, ông kêu thôi xuống đi chút rồi lên. Thì ông đệ tử đi xuống 15 phút sau leo lên thì thấy ông cụ nằm nghiêng bên không phải hướng về Đức Phật, ông đi mất. Tự tại vô cùng. Đó là những bậc thầy đến với cuộc đời để làm đẹp cho cuộc đời, vì chúng sinh mà phục vụ, vì đạo pháp mà phục vụ, xong mãn duyên là ra đi nhẹ nhàng. Sở dĩ Ngài đi tự tại là bởi vì lúc bình thường Ngài sống trải tình thương cho người khác, trải tình thương cho người khác, vì người khác mà gánh lấy cái nghiệp đau khổ bệnh hoạn của họ, Ngài chấp nhận gánh lấy hết để hóa giải cái nghiệp cho người. Và thật sự thì mình không có biết Ngài đọc râm râm trong miệng câu gì, nhưng mình nghĩ cũng không ngoài những bài chú của Đức Phật và không ngoài câu niệm Phật đâu, chắc chắn là như vậy. Bởi vì cái truyền thống này từ xưa đã có mặt ở trong Phật giáo. Có những vị thầy, người ta nói con đau đầu quá, ông cụ không có nói gì hết, lại lấy tay để lên đầu, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, hết đau đầu nghe con, về cái hết đau đầu. Nó có những cái vi diệu mà màu nhiệm mà mình không thể lấy cái gì để chứng minh được. Chỉ có những người tu và tự nhiên cái tâm của họ cảm ứng đến điều đó thì họ biết. Cũng vậy, sự tu hành của một vị để đến khi la đi tự tại thì người đó trong đời sống phải đạt được cái cảnh giới tự tại. Phật tử bây giờ cũng thế, niệm Phật là đạt được tự tại của cõi lòng, có nghĩa là không vướng bận bất kỳ điều gì hết. Đó chính là oai lực của công niệm Phật, giúp mình xóa tan đi bóng tối của vô minh, giúp mình xóa tan đi tất cả những hệ lụy của sanh tử mà trong nhiều kiếp thân tâm này đã đeo mang. Bỏ hết, chỉ biết niệm Phật mà thôi. Đó chính là những con người tự tại. Và niệm Phật không bị ràng buộc bởi bất cứ cái gì hết, gọi là giải thoát. Vậy thì khi các vị sống đã tự tại, đã giải thoát, thì khi các vị nhắm mắt ra đi cũng tự tại và giải thoát. Tới ngày đó thì nói với con cháu mình, ôi bữa nay ông hoặc bà thôi, trần gian này tao không thèm sống nữa, tụi bay ở đây ráng sống đi, ráng niệm Phật rồi tao đi về bên kia trước. Ô, nói vậy xong cái đứng nín thở cái chết, sướng không? Sướng hay không sướng? Kiểu nào không sướng? Không có cái gì sướng bằng ở đó hết á, đó là sướng nhất. Và đời tu của mình là mong vậy thôi, tới ngày nào đó mình không thích sống nữa, nín thở là chết rồi, đi nhẹ nhàng. Và bây giờ mình xin trở lại, mình hết giờ với nhau rồi. Oai lực của câu niệm Phật, con người của mình không thể nói hết được, mà chỉ là sự cảm nhận của những người tu và có được sự an lạc yên bình, hay là vượt thoát mọi tất cả những chông gai trong những hoàn cảnh khó khăn đưa đến, thì người đó cảm nhận được oai lực của câu niệm Phật lớn như thế nào và câu niệm Phật có giá trị như thế nào, thì tùy mỗi người sẽ là người cảm nhận được. Nhưng câu niệm Phật có một cái giá trị chung, đó chính là giúp cho con người thoát khỏi khổ đau của sanh tử, đưa con người đạt đến cảnh giới của giác ngộ, giải thoát và chứng đắc niết bàn. Đó là oai lực của câu niệm Phật. Và câu niệm Phật có một cái oai lực cực kỳ lớn, đó chính là giúp cho người niệm Phật trở thành Phật. Đây là điều quan trọng. Và kính là Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài, trí vãng sanh không phai. Kính là Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài, sống an vui tự tại. Nhiều những cái câu nguyện như thế. Và các vị thấy rằng chính câu niệm Phật đưa mình đạt đến được những cái an vui tự tại, đạt được cái trí vãng sanh không phai, đạt được những cảnh giới an lạc của sự tu hành. Vậy câu niệm Phật quan trọng không? Đừng quên câu niệm Phật. Xin cảm ơn đại chúng đã ngồi lắng nghe. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.